thì cô thì mình thấy hai bà cháu hoàn cảnh, ủa tại sao mà người bệnh ung thư mà lại để đi cháu ngoại đi chăm, thì mình mới hỏi thăm là tại sao bà đau như thế mà không con cái không đi thăm mà bà lại để cho cháu đi thăm đi nuôi như thế, thì làm sao mà cháu biết cách nuôi. Bằng cu nó Thế lớn chưa chị? cô đó năm nay cũng ngoài 60 Bằng á, cu á, bằng cu thằng nhỏ cu đi mới có theo. 14 tuổi à, đau quằn quại luôn, đau hoài luôn. Rồi cái hồi tôi xả chị tới giờ đó là tôi đi phân như là trâu bò vậy đó, ăn cỏ cho là cái màu đó đó. Rồi còn nhỏ gái thì nó đang chấp hành án ở Cà Mau, Là chị đó là mẹ của thằng cu này hay sao? là mẹ của Ngô Nhật Trung À, mẹ thằng với cu Nguyễn này. Ngọc Hoài Nam Rồi. là đẻ trong tù, là mấy ông đó kêu tôi đem về nuôi tới giờ đó. Hồi như hồi tối hay sao thằng cu này là đi ăn cháo mà bỏ lại hôm qua rồi nè, lấy nó ăn nè. Phải không con? Dạ có, Cái tại vì cháo tôi á. ăn không hết rồi cháu ăn. À, cháo mà cháo hôm qua á nha, chứ không phải Dạ cháo cháo không phải cháo nóng đâu. dạ cháu nguội. Ừ. Em nhỏ xin chào cô chú anh chị thân mến. Hiện tại thì em nhỏ đang có mặt tại sau lưng bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Đây là một cái dãy nhà trọ dành cho các bệnh nhân lưu trú tại đây. Thì em nhỏ được biết mới đây có một cái chị quản lý cái nhà trọ này. Chị nói là nhà chị có hai bà cháu đang lên đây chữa trị, mà thấy khổ lắm. Khi tiếp xúc thì chị mới biết cái hoàn cảnh, nên chị mới chỉ cho em nhỏ. Thì để mình gặp chị quản lý mình hỏi cho nó rõ. Xin mời cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị, đây là chị Loan, chị quản lý cái khu khu trọ ở đây. Anh chào chị nha. Rồi, chào mọi người. Chị phải bịt khẩu trang nha, hay là sao vậy ta? Xin lỗi mọi người chứ mình là mới bưu ra cho nên là sợ nắng cho nên là phải đeo khẩu trang nhá. Đeo khẩu À, cái trang da mặt mới chị đang làm á đang làm cho nên nhìn ra mặt nó sợ ra nắng đấy cho nên là ha. Dạ, dạ mình. thôi không sao, nói chung chị nói lớn giùm em ha. Rồi em được biết ở nhà trọ chị á, nó có một cái trường hợp là hai bà cháu đúng không? Đúng rồi. Chị có giới thiệu cho em thì chị có thể nói sơ với em với mọi người biết rằng cái hoàn cảnh cũng như cái tình hình hai bà cháu lên đây khám bệnh, theo chị là chị quan sát với lại chị nói chuyện rồi á, chị sẽ hiểu được chút ít đúng không? Dạ chị nói lại giùm em nha. Thì mình bất ngờ thì có người bà có một người gọi điện cho mình thì nói ra rước hai bà cháu vô, thì cô thì mình thấy hai bà cháu hoàn cảnh, ủa tại sao mà người bệnh ung thư mà lại để đi cháu ngoại đi chăm, thì mình mới hỏi thăm là tại sao bà đau như thế mà không con cái không đi thăm mà bà lại để cho cháu đi thăm đi nuôi như thế, thì làm sao mà cháu biết cách nuôi. Bằng cu nó Thế lớn chưa chị? cô đó năm nay cũng ngoài 60 Bằng á, cu á, bằng cu thằng cu nhỏ đi mới có theo. 14 tuổi à, Ôi vậy còn nhưng nhỏ mà đâu biết nhỏ đâu. lắm mà nhỏ hơn con nhà mình một nửa nữa cơ. Thế mình mới Dạ. hỏi là thế cô như thế nào mà tại sao như thế, mà thế cô cũng nói chuyện là cô bỏ con gái thì bị đi tù thì bị cái À. gì đó thì không biết, đi tù thì rồi đẻ ba đứa con để đưa cho bà nuôi, rồi hai vợ cháu tôi thì sống bằng nghề vé số, thế thì xong rồi chồng thì không có, rồi con Dạ. thì như vậy đó, không có nguồn giúp đỡ nào thì sống bằng nghề vé số. Thế thì thấy hoàn cảnh thấy thương quá thì bắt đầu mới liên hệ với các em xem là có Có mạnh giúp thường đỡ được quân, không đúng không? dạ có giúp đỡ được bà được đồng nào giúp, nhưng mà thấy là cô mấy ngày nay đau đớn không ăn gì, thấy tội quá đi. Đau là Nó ôm đau bụng là hả cô? đau ôm bụng không ăn được cái gì mà cứ ói mà đau vậy đó, mua thuốc giảm đau cũng đau mà mua thuốc chống ói cũng ói, mà cứ À. nằm một chỗ vậy đó, mà giờ rất là sợ, nó thiệt như thế đó, À, nhiều sợ lúc là mình sợ có gì có trong vấn nhà đề trọ đúng gì, không? đúng rồi có vấn đề gì trong nhà trọ. Cái thứ hai nữa là con cái không thấy nom dòm thì thấy nó cũng để cho một thằng bé như thế là mình cũng cảm giác là rất là lo, Dạ. mà thằng nhóc thì đi xin cơm mỗi khi người ta cứ tưởng là dân này nọ, chứ nhiều khi xin cơm người ta còn không cho cơ, bên Mẹ À. Tường thì không phải nhưng mà những chỗ khác á À, như những chỗ thế. khác á ha. Ờ Chứ đó, còn nhà Rumi thì vẫn cho nhà bình thường. Zumi thì là hỗ trợ hết mình, Zumi thì Dạ. không bao giờ có, nhưng mà ý là những chỗ khác có những cái lời nói rất là khó nghe, rồi Còn chị mấy có chỗ nghe khác là người rồi, ta tưởng là cu này là dân chợ búa bụi đời rồi đó. vé số này nọ đi vào xin Dạ. này nọ người ta không cho, nếu như thế chị về chị cũng thấy bức xúc. Thôi là cái hai bà cháu nó ở phòng bên bên này Ờ hả phòng chị? số 1. Ừ em có thể ra gặp hai Dạ, bà cháu vậy ha. em cảm ơn chị nha. Em Rồi rồi ra gặp hai bà cháu rồi coi cái tình hình ra sao. rồi chị cảm Dạ ơn dạ. em, chị cảm ơn các mạnh thường quân đã theo dõi, cảm ơn Dạ mọi dạ. người nhé. À, đây cô chú anh chị, đây là cái giường mà hai bà cháu lên đây điều trị.
Chà, con chào cô nha. Dạ. Có gì à, mình nói lớn lớn lên giùm con nha cô. Dạ. Cô lấy gì ạ? À, lấy khăn. Rồi, cho con gắn cái này vô cho cô nói không to nha, để mọi người biết rõ nha. Cô cứ nói chuyện to lên nha, không có sao hết. Tại vì mình người thật việc thật, mình không có gì phải e dài hết nha. Chào con nha. Thấy mặc áo sao rộng dữ vậy? Sao con mặc áo rộng dữ vậy? Dạ, tại có cái áo. À, con cầm nó con nói được, con cầm cái đó con nói được, cầm lên. Cầm à. Dạ. Sao con mặc cái áo rộng dữ vậy? Dạ, tại con mặc vậy lấy đại. Là cái này con đi lấy những chỗ không đồng hả? Lấy quần áo không có tốn tiền đó hả? Dạ. À, hàng gì thế bự. Rồi nghe nói là đang đi xin cơm đúng không? Dạ. Nhiều lúc con đi xin rồi có mấy chỗ họ không có cho đúng không? Dạ. Người ta tưởng con là dạng như mấy đứa đi lang thang á. Dạ. Đó là những chỗ khác nha. Chứ còn ngôi nhà Rummy là lúc nào cũng cho con đúng không? Gần đây nè. Đúng rồi. Lúc nào họ cũng cho hết. Ngôi nhà Rummy là đồ ăn là cho hết, không có để lại gì hết á. Dạ. Rồi con nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 14 tuổi. Con tên gì? Ngô Nhật Trung. Hả? Nói to lên. Ngô Nhật Trung. Nhật Trung. Trung. Dạ. 14 tuổi. Dạ. Trung nay còn đi học không Trung? Dạ nghỉ học lâu rồi. Nghỉ từ lúc nào? Dạ hồi lớp 5. À. Là nghỉ rồi làm cái gì Trung ha? Dạ bán vé số giúp ngoại. À bán vé số giúp bà ngoại. Rồi thôi ngồi đây chơi nha, để chú hỏi bà ngoại nha. Dạ. Rồi con chào bà ngoại nha. Dạ. Bà ngoại thôi con nói cô đi ha, cho nó dễ. Còn cô là nay là cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ tôi là vợ thì tôi dân ở Khóm Hòa An, số nhà 1/44B, sinh 1957. Là cũng sáu mấy tuổi rồi, sáu bảy rồi ha? 67. Dạ. Không biết lên xuống thì chưa biết. À. 67. Rồi tôi có hai người con. Không, cái con từ từ con hỏi nha, con để con tâm sự với cô xíu đã. À. Con nghe cái chị quản lý nhà trọ này nè nói cô là một hai bữa nay cô ôm bụng rồi cô đau ăn ói rồi không có được cái gì hết hả? Dạ không ăn. Ngày mai này có đi nội soi. Ngày mai là có lịch vô nội soi. Dạ có lịch vô nội soi mà tại vì bữa đi khám á thì ở nhà tôi hẹn tới 15 tay. Dạ. Tôi đau quá, tôi chịu không nổi. Rồi cô y tá nó mới nói là cần dịch vụ đi, nó mau. Rồi tôi hỏi nhiêu tiền, nó 800. Dạ. Tôi chịu, tôi đồng ý, đồ rồi. Đây lâu quá, tôi chịu hết nổi rồi. Là vô làm dịch vụ 800. Dạ. Rồi kết quả là sao cô? Mới đăng ký ngày mai mới làm đó. À là ngày mai mới đi làm cái dạ. 800 đó ha. Dạ 800 chứ còn 15 tay thì không có tốn tiền. À dạ con hiểu rồi. Tại cô nói giờ dạ, con tưởng đâu rồi. Nổi. Là nó đau cái vùng nào của cô đâu chỉ con coi hả? Đau dưới này nè. Đau dưới bụng dưới hả cô? Dạ. Bây giờ bác sĩ hôm qua có hôm kia có siêu âm. Có chụp CT X quang. Dạ. Mà nói cái bệnh cũ của tôi hồi năm ngoái á, thì không có di căn. Mà này nó đau, không biết đau cái gì, có cái cục gì ngay chính giữa. Ở trong mình ruột tôi có cục gì đó mà chưa biết cục gì. Dạ. Mà nó đau nó nào ngay đau cả tháng nay rồi, nằm bệnh viện xe đạp á. Bệnh viện nào?
Bệnh viện Sa Đéc. À, Sa Đéc Đồng Tháp á ha. Dạ. Dạ. Rồi nhập vô rồi ra trong vòng tháng 3 là 3 lần. Lần này lần thứ 3 rồi cấp cứu ở dưới mới chuyển tôi lên đây. À, họ chuyển thẳng lên đây luôn. À, chuyển thẳng lên cấp cứu vô cấp cứu cơ sở 2. Ông Bướu á. Nhưng mà cơ sở 2 đo máu huyết áp đồ không đủ chuẩn nên nhập viện. Thành ra kêu đi ra xin giấy. Dạ. Khám hôm kia hôm kìa gì đã quên rồi. Bữa ba tay á. Thôi thì như vậy cô Văn nè, cô nói cô này ha. Cô là dưới quê là làm gì? Bán vé số. Ngày cô bán bao nhiêu tờ? Hồi trước tôi đi vệ sinh làm đi, nhà nha. Làm theo tiếng hả? Giờ đó. Hồi đó tôi mạnh lắm. Giờ tôi làm mấy hồi nó lặng là làm hồi năm 99 tới giờ chứ không phải là mới ra mới bán vé số hồi 2023. Rồi tôi đau ngầm vậy tôi có đi ra ngoài bệnh viện Sa Đéc tôi khám thì không biết bệnh gì. Tới ngày 8 tây tháng 8 2023 đó. Không để con hỏi cô này, mình nói từ từ thôi, với lại cho cô chú anh chị dễ hiểu ha. Dạ. Là cô là cô bán vé số. Dạ. Ở dưới quê là bán, cô bán một chỗ hay là sao? Bán ngồi tại cổng bệnh viện Sa Đéc bán luôn. Là mình bỏ cái bàn vậy đó mình bán hả? Không, ngồi cầm vậy nè rồi bà con đi qua đi lại mua. À, rồi cô có đạp xe đạp hay là đi bán dạo không? Có đạp xe đạp, không có bán dạo nổi. Cả tháng nay không có đi. Dạ rồi để con tới đó là mình bán vé số rồi đó. Ngày mình bán bao nhiêu tờ cô? Dạ 180 tờ. À, là tương đương với lời 180 ngàn đó. Rồi nó nào nghe cũng bị bảo vệ đuổi hoài à. Dạ. Mà tôi nói tôi đi không được, bảo vệ cho ngồi. Nếu là những người khác là người ta đuổi. Dạ. Nhưng mà rồi. Cô là đâu dưới cái vùng bụng dưới. Dạ. Rồi cho con hỏi nè, cô á là phát bệnh từ lúc nào và điều trị ở dưới đó ra sao rồi mới lên đây? À, phát bệnh hồi 8 tây tháng 8. 8 tây tháng 8 năm bao nhiêu cô? Năm 2023. Là mới năm ngoái ha? À, năm ngoái à. Rồi mới đi lên trên Ung Bướu ở bệnh viện Sa Đéc có giấy chuyển tuyến rồi chuyển tôi lên Ung Bướu 1. Dạ. Điều trị là 28 tia, 5 hóa chất, 4 kim. Dạ. Rồi ngày 25 tháng 10 tôi được ra viện về. Dạ. Rồi tôi cũng đi tái khám 26 26 tháng 11 tôi tái khám ở cơ sở 2 này một lần. Rồi 26 tháng 2 này tôi có đi khám một lần nữa là 2 lần. Là nói trong mình tôi không có bị gì hết, không có gì căng. Rồi bắt đầu về bước qua tháng 3 tôi đau bụng, đau trong bạn đau tới giờ. Là cho hỏi cô là bác sĩ chuẩn đoán cô là bị bệnh gì? Họ chưa biết. Ở Sa Đéc con không biết luôn. Rồi mới chuyển nó lên đây rồi sao? Tại vì cô phải lên Ung Bướu 1 rồi mới biết bệnh gì mới vô thuốc được chứ. Đâu có lên Ung Bướu 2, chuyển lên Ung Bướu 2. Ung Bướu 2 mới siêu âm từ bữa 4 tay. Là nói trong bụng tôi có một cái cục gì đó mà chưa biết cục gì thôi. Có vấn đề, nó không phải là cục mà nó có vấn đề. Rồi cô cho tôi đi nội soi. À không, nội soi là mới đây. Chuẩn bị đi nè, nội soi. Rồi còn có lúc trước á, cô đi lên bệnh viện á, là người ta vô thuốc cho cô cái gì 8 kim gì đó. Không có, mới đầu tôi ở dưới tôi đi bán vé số nữa. Tôi mới bước cặn lên xe đạp vậy nè, máu nó xài ra nhiều dữ lắm. À. Cái tăng cầm cọc vé số đâu dám nghỉ. Cái đi bán hết ngày đó. Qua ngày sau mới ra đa khoa phụ sản á, khám thì muộn mới bung mỏ dịch ra nè, máu ra nữa. Là máu ở vùng dưới ra ha. Ừ, ra dữ lắm. Rồi mấy nhà thương đó mới chuyện tôi lên Ung Bướu 1 tới giờ. Là lên Ung Bướu 1 á, là người ta chuẩn cô bị bệnh gì? Chị bệnh là nó lên xuống, chinh tiết kêu đại tràng bàng quang với chụp đủ thứ hết trơn. Rồi mới cho tôi vô viện, vô quá chắc đầu tiên là ngày 12 tháng 3. Rồi, hiểu rồi. Này, người ta phải chuẩn đoán cô bệnh gì người ta mới vô thuốc được. Giờ là lên, cô bị bệnh gì lên xuống đâu cả tháng rưỡi luôn. Giờ mới kết thúc lại nó là tôi bệnh ung thư cổ tử cung ca cổ tử cung gì đó. À, là giai đoạn mấy cô? Giai đoạn đầu tiên nhất luôn. Mới phát giác hôm qua là bữa nay tôi đã có mặt ở Ung Bướu 1 rồi.
Dạ rồi, dạ. Hiểu rồi. Rồi tóm lại á là cô bị ung thư cổ tử cung, dạ, giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu. Cô đã vô thuốc được rồi. Dạ vô thuốc. Nhưng mà giờ 28. Giờ khả năng cao là đang tái lại. Không có. Nó không biết. Thì nó đau quá đó, nó đau cô vùng dưới đó. Là hùng hầm bốn tay này, bác sĩ trong này có siêu âm, có dạ, chụp y không qua chụp X quang, hai thứ là bệnh cũ của tôi không có, à, không có tái lợi, dạ, cổ bình thường không gì hết. Nhưng mà không biết đau ở chỗ này nè, đau cái gì có vấn đề thôi. Bác sĩ nói vậy đó, là phải cho đi nội soi mới biết được là bệnh gì. À, mà hiện tới 15 tay, tôi đau quá đau. Tôi mới xin cô y tá đó cho sớm chút được không? Tại vì cô đau vậy lắm. Thì cô y tá nói là không được, lịch trình là tới 15 tay. Rồi không mấy cô đi dịch vụ đi nó mau. Tôi hỏi dịch vụ mấy ngày, dịch vụ là 8 tay. Tôi chịu. Dạ, rồi cô đau sao? Cô có biểu hiện đau sao? Cô, đau cái cảm giác đó sao cô nói con cảm nghe? Cảm giác đau hả? Là không thở nổi. Không gì hết. Dạ. Đau quằn quại luôn, đau hoài luôn. Rồi cái hồi tôi sợ chị tới giờ đó là tôi đi phân như là châu bò vậy đó, ăn cỏ cho nó cái màu đó đó. Từ hồi tháng 10 năm ngoái tới giờ. Là sao? Là giờ châu bò sao con hiểu? Đi cái màu phân á, màu phân mà bao châu bò ăn cỏ sao là tôi đi màu đó tới giờ luôn đó. Rồi có khi nó da lộn lộn được vài ba muỗng miếng thì nó hết đau bụng. Rồi có khi nó đi phân dê, lục cục con ngò nhưng mà ít ít là mà nó hết đau. Dạ. Không biết nó đau hoài, đau liên tu bất tận luôn mà. Ban đêm ngủ không được, tới giờ luôn, hồi đó tôi 50kg, giờ còn có 40. Ui, xuống 10kg luôn hả con? Dạ. Hồi đó vô bệnh viện, nhập viện thì bác sĩ kêu cân, với đo chiều cao. Thì dạ, tôi có cân là 1m6 đúng, với 50kg. Khi ra viện ngày 25 tháng 10 thì cân là còn 25kg, 1m6 đủ. Dạ rồi, à, con hiểu rồi ha. Dạ. Rồi thằng cu đây là cháu của cô. Dạ cháu ngoại. À nó lên đây nó phụ chăm sóc dạ, cô. Dạ bên ông bố một nó cũng đi theo tôi tới nhà luôn. À ừ. Rồi. Rồi thằng cu Trung này là nó đi theo cô là từ lúc lên Sài Gòn tới giờ luôn, từ dạ, cơ sở 1 rồi qua đây dạ, luôn. Cơ sở 1 rồi giờ cơ sở 2 đi theo nữa, có đi tái khám nào có đi. Dạ, rồi cho con hỏi là ông xã cô đâu? Ông xã thôi lâu rồi. Thôi là từ 599 tới giờ. Ui, là hai mấy năm rồi. Dạ hai mấy năm rồi. Rồi tới giờ biết cô bệnh không? Ông biết cô bệnh không? Dạ không đâu. Ông ở trên cái tàu thượng tỉnh, còn tôi ở dưới Sa Đéc. Là không liên lạc luôn hả cô? Dạ không liên lạc luôn. À. Ừ. Rồi cho con hỏi là con cái cô đâu mà sao thằng cu này đi với cô? Thằng con trai thì nó thiệt với cậu. Năm nay nó 43 tuổi, tuổi tức đó. Dạ. Nó đi mần cho người ta là nó ở nhà ta luôn, chứ nó không có về nhà. Dạ. Vậy đó. Rồi còn nhỏ gái thì nó đang chấp hành án ở Cà Mau. Cái này là con gái của cô là lúc ở nhà bị hay là qua nhà chồng, có cưới chồng chưa? Rồi có chồng rồi, có ở bên chồng. Ở bên chồng bị bắt là năm 2017. Dạ. Rồi khi 2018 cháu mới về, 2019 cháu mới về nhà tôi. Rồi công an vô kêu lên trên xã Tân Quy Tây nói chuyện thì đưa cháu đi luôn tới giờ là ngày 19 tháng 10 2017. À. Thôi bây giờ con hiểu là cô có hai người con ha. Dạ. Là một cái anh á thì đi làm xa, xong rồi anh ở nhà ở chỗ làm luôn. Luôn. Dạ. À, rồi còn một chị á thì đi đang đi chấp hành án ở Cà Mau. Là chị đó là mẹ của thằng cu này hay sao? Dạ, mẹ của Ngô Nhật Trung. À mẹ thằng cu này. Ngọc Bài Nam. Đã rồi, đẻ trong tù là mấy ông đó kêu tôi đem về nuôi tới giờ đó. À, rồi rồi để con nói lại cho cô chú anh chị hiểu, có nghĩa là
Mẹ của bé chuẩn bị đi chấp hành án thì có bầu, xong rồi vô đó đẻ luôn. Rồi trong đó mấy cán bộ cứ nói cô là đem bé về nuôi đúng không? Là Trung là con đầu tiên của chị đó. Rồi tới đứa nào nữa? Em Trung là mấy tuổi? Nguyễn Mai Như Ý, năm nay 9 tuổi rồi, sinh 1915. Rồi còn cái đứa trong rồi, một trong trại giam đem về nữa. Ngọc Bài Nam, sinh 28 tháng 4 2020. 2020 là chưa, giờ là chưa được 4 tuổi, 4 tuổi ha. 4 ngày tới mới được 4 tuổi. Dạ. Là cái chị đó đi chấp hành án bỏ lại ba đứa cho cô nuôi luôn. Chứ bên nhà chồng chị đó không phụ cô hả? Không cho, hụng ớt không có nữa chị ơi. Dạ. Mà nó ở bên chồng nó làm ăn đó. Còn tôi thì cứ ở nhà mình mướn ăn hay bán cái số ăn là không có cần xin cháo. Nó không xin mình là mình mừng rồi, nghĩ vậy đó. Mà ai ngờ đâu cháo làm bù tội này tôi không biết. Ủa rồi cô một mình cô mà cô nuôi ba đứa cháu sao nổi? Cô bán cái số nuôi? Mạnh thường buôn cho gạo ăn, như là từ khi có Nguyễn Ngọc Hoài Nam đó đó, 4 năm rồi, như là tương đương 4 năm là mình ở phường có cái gì ha, ủy ban có cái gì là cho. Rồi Mạnh thường buôn cho gạo ăn tới giờ chị chưa mua lần nào hết. Là cô may mắn là có những Mạnh thường buôn với lại chính quyền ở địa phương người ta họ hỗ trợ cho có gạo với lại có đồ ăn gia vị rồi ha. Gia vị thì 3 tháng cho một lần. Cũng như là 1 kg đường, nửa ký bột ngọt, chai dầu ăn, chai nước mắm, chai nước tương, 10 kg gạo. Rồi cho điều điều vậy đó. Rồi có người khác tới sớm mà ai cho Mạnh Thường Quân cho nữa thì cũng cho tôi phiếu là xin ăn luôn. Cho nên là cô không có khả năng cho nên mới cho mấy đứa nghỉ học đúng không? Dạ, còn đưa rước cháu thì không có khả năng, thành ra cháu nghỉ học rồi em nó mới rước về tới giờ. Rồi cô đi lên đây vậy với thằng cu Trung này nè, rồi hai đứa em nó ở nhà cô để cho ai? Gửi ai? Gửi dưới kho cho cậu nó ở dưới nhà ta nó rồi gửi. Gửi cái anh mà đi làm ở lại cho người ta ha. Rồi cực à. Rồi lên đây chăm bà á cu. Lên đây chăm bà rồi gặp những khó khăn gì nói cho tôi nghe hả? Nói đi, cứ nói đi, nói to lên. Gặp những khó khăn gì không? Dạ không, cũng được lắm. Mà con với ngoại thì đau hoài mà con cũng không biết sao để làm cho ngoại con hết đau. Con không biết. Không biết giờ sao. Trong mong là thứ hai này nọ so là biết kết quả rồi làm sao để cho con hết đau được mừng. Mà chú nghe nói là bà ngoại đâu có tiền đâu điều trị. Dạ. Tại trước khi đi có mấy người cũng cho vài vài trăm hả? Dạ. Có nghĩa là trước khi đi lên đây hàng xóm ha, mấy người cũng cho người mấy trăm ha cô ha. Dạ. Rồi lên đây đa số là xin cơm từ thiện không à? Cô với cơ với thằng cu con này nè. Đi đi con đi xin vợ cơm ở đâu ở bên ông dưới một đó, giờ ở đây này con đi xin ở đâu đó, con nói cho cậu nghe. Rồi tới chợ là con biết đường biết chỗ điểm phát cơm từ thiện là đi xin hả? Dạ, con từ ông 41 thì chiều là người ta đem xe đến lại cho, có khi là con ra đường con chờ người ta cho nữa. Rồi còn ở đây thì đúng giờ là con lại xin. Nhờ cậu Hải hướng dẫn nấu cho cậu trong nhà này nè, hướng dẫn đi theo cậu. Thì nói chung là mấy người bệnh nhân ở đây lâu á, người ta chỉ á, rồi nó đi theo. Thôi vậy cũng được. Rồi bây giờ lỡ vào bệnh viện á, người ta nói cô đóng, con ví dụ thôi nha, 20 triệu để điều trị cái bệnh cô thì sao? Cô về là cô biết cảnh cái về cái như là chờ á ha. Dạ. Chứ còn không còn cách nào nữa. Dạ. Mà cô lúc trước là bị ung thư cổ tử cung, còn bây giờ là nó không có tái phát mà không, nó bị tiếp lại cái vùng ở dưới. Không biết bệnh gì. Mà chưa nội mà soi. Đau dữ lắm. Mà đau dữ.
thì mới đau trong vòng tháng nay à. Dạ. Tôi có nhập viện rồi gì à, nhập viện rồi về. Dạ. Lần này lần cuối cùng mới đưa lên cấp cứu này luôn. Rồi bây giờ mà bữa... như vậy là cô phải cắn răng mới chịu cái dịch vụ tới 800 ngàn á hả? Chờ đợi thì lâu quá. Dạ, đau mình quá. Đau không thể nào chịu nổi. Răng cái 800 mà cho nó bớt đau tôi cũng mừng nữa. Mà nếu đóng 800 này thì tiền trong túi cũng nếu mua thuốc may ngủ qua không là gần 700 ngàn nữa. Làm quá trời. Dạ. Thế thì hôm nay con gặp cô ha, con được cái cô kia giới thiệu, con mới biết trường hợp của hai bà cháu mình nha. Ừ. Thì để con đại diện cho một số mạnh thường quân gửi cho cô ít tiền nha, để mà tới khám. Cũng như là cái này không phải tới khám nữa mà mai bắt đầu vô nội soi đồ này kia. Đầu tiên bệnh không biết bệnh gì. À, chưa biết bệnh gì. Dạ. Nhưng mà vẫn bị cái vùng ở dưới bụng ha. Dạ, bác sĩ nó có vấn đề. Dạ. Rồi không chưa biết là bệnh gì mà nó đau như vậy đó. Dạ. Đi cầu đi không được. Mà nếu mà triệu chứng mà nó đau hôm qua, nó đau sáng hôm qua tới chiều nay tôi đi cầu mới được, hay là 2-3 giờ khuya đi mới được. Dạ rồi, thôi rồi để con tháng nay vậy không? Để con gửi cho cô với cháu cô một ít tiền ha, để mình sinh sống trong cái thời gian mà lên bệnh viện nội soi rồi nè. Dạ. Lấy thuốc rồi nha. Dạ. Dạ, ở đây là có anh Kiệt ở Bình Dương gửi cô 1 triệu. Thứ hai là vợ chồng Linh Trần Định Lê ở Mỹ gửi cô 1 triệu. Và cuối cùng là cô Nguyễn ở Úc gửi cô 1 triệu. Tổng số tiền là 3 triệu đồng ha. Dạ. Dạ. Con là mới nói với mình thằng Quân cảm ơn giùm cô. Dạ dạ. Ở đây con gửi cho cô nha. Dạ. Đây là 3 triệu đồng nha. Dạ. Cô đếm giùm con đây, cô cầm cô đếm to giùm con đi. 500 triệu, triệu giữ 2 triệu 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3 triệu. À, đủ 3 triệu nha. À. Cô cảm ơn không? Có cảm ơn không? Cảm ơn hai vợ chồng ở đâu cơ quên này. À không, cô nói chung lại là Mạnh Thường Quân là được rồi. À, vậy tôi thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân gửi tiền cho tôi để điều trị bệnh. Dạ. Yeah. Hai bà cháu lên Sài Gòn mà có mấy đồng mà cô chú anh chị. Mà đau quá là phải chịu đi thôi. Giờ không còn cách nào đúng không cô? Dạ. Thôi mà con cũng cảm ơn ha. Con sẽ truyền lời với cô lại cho người ta nha. Dạ, truyền lời lại giùm. Tôi thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Dạ, em nhỏ cũng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều, đã hỗ trợ cho hai bà cháu. Ở đây chơi dồi hợp ba cháu hết yên. Con thấy con nghe nói á, con nghe cái chị chủ nhà nghe cái chị quản lý nhà đây trọ ở đây á. Ừ. Người ta nói cô là hồi như hồi tối hay sao thằng cu này là đi ăn cháo mà bỏ lại hôm qua rồi nè, lấy nó ăn nè. Dạ. Phải không con? Dạ có. Cái ai cháo á. Ăn không hết rồi cháo ăn. À. Cháo mà cháo hôm qua á nha, chứ không dạ. Phải cháo không phải cháo nóng đâu. Dạ cháo nguội. Ừ. Rồi thôi vậy ha cô ha. Dạ, rồi có gì dạ. Có gì con sẽ liên hệ lại với cô nha. Dạ. Dạ. Cô là chắc chắn là sẽ lớn dạ. Tuổi đi đúng không? À, sẽ không sẽ có đi. Sức lao động nữa. Dạ. Thì cô định mấy đứa nhỏ làm sao đây? 3 đứa luôn đó nha. 3 đứa, cô cũng chưa biết nữa. Bây giờ ví dụ cô chị bệnh hết mà đợi cháu về kịp là mày nó đó. Thì giao lại cho mẹ nữa. Đợi đợi cái chị mà đang chấp hành án hả? Chấp hành án à. À, hy vọng năm sau tôi có mất giấy trời tôi cho tôi tới ngày đó. Chị còn bao lâu nữa về cô? Nếu mà cháu nó điện gì 1 tháng được 1 lần, điện gì 5 phút. Dạ. Là cháu nói là 2 tây tháng 9 năm 25 con có tương lai con gì à. Đó là mừng vậy đó, là giảm được án 2 năm. À là năm sau á ha. Ờ năm sau á. Rồi tôi cũng nguyện với trời cho tôi có sức khỏe tới đó. Để chờ tới đó hả? Để chờ mẹ nó về. Còn nếu cái ông á
thì bên nội nó cũng biết hoàn cảnh của tôi vậy. Dạ. Coi có ai đem gì nuôi nuôi chứ tôi cũng không biết giải sao nữa. Tiệm không biết. Là tương lai mấy đứa nhỏ thấy mù mịt luôn á, không dạ. không chưa biết gì, chưa dạ, tính chưa gì được đúng không cô? Dạ. Nghĩ vậy đó, chờ mẹ nó về. Tôi nghe trời cho tôi sống cái ngày đó đi đâu mà. Mẹ tên gì cô? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ Mang Thị Ngọc. Con như sinh 89 con tính bao nhiêu tuổi? 1989 là ba. 89. Dạ. Ba mấy tuổi rồi? Tôi kỹ tị đó là ba mấy mà không biết ba mấy. Nói chung là hồi lâu giờ chưa thấy ai thăm cô đúng không? Sao mà con hỏi tí về gia đình, về tương lai mấy đứa nhỏ là cô khóc ha. Vậy như cô không kìm là cô không biết phải làm sao hả? Dạ. Giờ hy vọng tôi sống ở đó là mẹ nó về thôi. Tôi khỏe ngày nào tôi lấy số bao giờ nãy chứ không dám nghỉ thôi. Dạ. Mình lo cho cháu. Thôi vậy hả cô ha. Rồi dạ. Có gì rồi con sẽ liên lạc với cô sau nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều. À, thôi thì em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo. À, thằng con của cô thì con của cô cháu của cô á thì nó đã đi xin cơm rồi. Tí nữa em nhỏ sẽ cập nhật cái hình ảnh mà cô cháu của cô nó đi xin cơm. Dạ. Thôi giờ cô vô phòng cô nằm nghỉ đi nha, vô giường đi. Dạ. Có gì kết quả sao thì cô khám xong nói con biết với nha. Dạ. Thôi cô vô đi. Dạ, nói cho cô đâu biết nha. Dạ, cô vô đi. Vô phòng đi. Dạ.